Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và chúng ta sẽ cùng đến với thế giới lục địa Bình Minh để dõi theo hành trình của Tử Long, Sylvanas, Kagura cùng với Gần Sĩ và những thành viên khác. Cùng câu chuyện của Leslie ở chương trước. Chương này sẽ có tên gọi đó là Định Mệnh của một Nữ Vương. Leslie thấy sự lo của Gần Sĩ thì mới hỏi: hai món thần khí đó là gì và tại sao ngài lại lo lắng đến như vậy? Anh Gần Dĩ lúc này mới thở dài ngao ngán và nói: ta lo lắng vì chủ nhân của hai món thần khí đó thuộc về chiến thần Karimet và nữ thần mặt trăng Gavana. Sylvana nghe vậy thì hỏi lại ngay: ngài không nhầm lẫn chứ anh Gần Dĩ? Cả hai đều là thượng thần của thần tộc thì tại sao lại đi tấn công Mạn Đà La Pháp Luân cũng như là gây khó dễ cho các thánh thú cơ chứ? Tử Long lúc này cũng lên tiếng: tôi cũng nghĩ là như vậy. Tôi không chắc về nữ thần mặt trăng Gavana, nhưng chiến thần Karimet cùng với tôi có mối giao tình khá tốt thì làm sao cô ta lại có thể tấn công tôi và những người quen biết với tôi chứ? Kagura nghe đến đó thì mới lên tiếng giải thích thay cho Agan Sĩ: có lẽ phần ký ức trước khi thành chiến xảy ra của cậu chưa hồi phục. Chiến thần Karimet đúng là đã từng bạn của cậu, nhưng rồi trong cuộc chiến nơi đỉnh Ngự Phong, cậu đã mắc sai lầm và cũng vì sai lầm đó mà Tobias đã hy sinh, cũng như là Freya đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Khi nghe Kagura nói đến đó thì Tử Long vô cùng sửng sốt. Anh cầm chặt lấy hai vai của Kagura lắc mạnh và nói trong sự dồn dập: Cô nói vậy là sao Âm Dương Sư? Tại sao có thể lại như vậy được chứ? Tuy nhiên, ngay chính lúc đó, ba cái shuriken từ đâu phóng đến. Tử Long nhận ra sát khí nên nhảy tránh sang một bên, và cùng lúc đó, một quả bom khói thảy ra trước mặt của cậu và Kagura. Khi bom khói tan đi, một ninja xuất hiện. Người ninja này để búi tóc búi tó củ hành, ăn mặc cho mình một bộ đồ yukata nam màu xanh lam với hai ký hiệu phi tiêu màu trắng giữa ngực. Người ninja này mặc một chiếc quần short màu đen cùng màu với cái mạng trên mặt của anh ta, và anh ta đi một đôi guốc gỗ. Anh ta cầm một con cá kiếm chĩa về phía Tử Long và nói: ta không cần biết cậu là ai, nhưng nếu cậu làm đau đến Kagura thì ta sẽ không bỏ qua, cho dù cậu có là truyền nhân thánh thú đi chăng nữa. Kagura thấy vậy thì cầm lấy cánh tay đang chĩa con cá kiếm về phía của Tử Long của người ninja đó và nói: em không sao đâu Hayabusa, cậu ta chỉ bị kích động quá thôi. Hayabusa nghe vậy thì thu kiếm cá lại rồi vác chéo sau lưng. Đoạn Kagura lúc này mới nói: nếu đã vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy việc gì đã diễn ra năm đó. Kagura nói xong thì tung dù âm dương lên, bắt đầu đọc khẩu quyết và ra lệnh: hỡi các thức thần, hãy tạo ra ảo ảnh của nghiệt cảnh đài và giúp ta thông hành qua thời không, phản ánh lại những sự kiện xảy ra trong vòng 1 năm trước cuộc thánh chiến 1000 năm trước. Kagura vừa nói xong thì vô vàn hình nhân giấy bay ra, xoay tròn và tạo thành hình của một cái đài cao với một tấm gương lơ lửng giữa chừng. Lúc này Kagura xoay sang Tử Long mà nói: giờ thì cậu hãy hiến tế một giọt tâm huyết cho nghiệt cảnh đài thì cậu sẽ thấy được việc gì đã xảy ra. Tử Long nghe vậy thì dùng mũi thương của mình cắt nhẹ ngón tay rồi phóng một giọt máu về phía nghiệt cảnh đài. Giọt máu bay đi trúng tâm của tấm kính và khiến nó tỏa ra hồng quang bao trùm cả một khu vực. Khi hồng quang tan đi, tất cả nhìn thấy mình đang ở một bìa rừng và phía khá xa là một ngôi thành đang bốc cháy. Lúc này Kagura mới nói: chắc cậu nhận ra phía kia đó chính là thành Armenia đúng chứ? Tử Long gật đầu và nói trong ngỡ ngàng: đúng vậy, nhưng tôi vừa ở đó cách đây 2 tháng mà, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta phải làm gì đó thôi. Kagura lắc đầu: đây chỉ là ảo ảnh do nghiệt cảnh đài tạo ra mà thôi. Thành Armenia giờ đã chỉ còn là lịch sử rồi. Đây là sự kiện xảy ra sau khi cậu rời khỏi thành được 2 tuần. Lúc đó, một thế lực bí ẩn đã tấn công thành Armenia và quốc vương của đế chế Monien đã cho rằng đó là một cuộc tấn công của quỷ vực. Tuy nhiên, nữ hoàng Aurora đã điều tra và phát hiện ra rằng mối nguy đó không đến từ quỷ vực mà đến từ một hành tinh khác trong dải Ngân Hà. Lý do nữ hoàng Aurora phát hiện ra điều đó là bởi vì ngay mà thành Armenia bị tận diệt thì ở vùng biển băng giá của cô đã xuất hiện một thiên tri ngân màu đỏ máu. Từ thiên tri ngân đó, cô ta đã thu thập được những mẫu năng lượng ma thuật không thuộc về bất kỳ tộc dân nào. Và khi hay tin thành Armenia bị tấn công, cũng như cuộc họp khẩn cấp đến từ quốc vương Monien, cô đã có dịp so sánh những gì còn sót lại của thành Armenia và những mẫu năng lượng cô đã thu thập từ thiên tri ngân. Kagura nói đến đó thì cảnh vật lại thay đổi, và trước mặt của họ là một lâu đài bằng băng nguy nga tráng lệ. Phía xa là một đường chân trời trắng xóa được bao phủ bởi tuyết. Lúc này Kagura mới nói tiếp: nhận được sự khác lạ, nữ vương Aurora đã xin quốc vương Monien hãy ban cho cô ta một trợ thuật am hiểu về pháp thuật cũng như là công nghệ để cùng cô tiến hành điều tra thiên tri ngân nơi biển Bắc. Chính vì vậy, quốc vương đã cử Tobias, một thánh kỵ sĩ của hoàng tộc đến giúp đỡ cô. Cũng chính từ đó mà Aurora đã gặp được một nửa của đời mình. Một nữ hoàng lúc nào cũng u tịch lạnh giá, nay trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn nhiều. Tuy nhiên, khi trái tim của Aurora trở nên ấm hơn vì tình yêu, thì điều này cũng đã khiến cho băng vĩnh cửu nơi biển Bắc bắt đầu tan chảy, và cũng vì lý do đó, bè lũ của bá vương Thất Hải bắt đầu nhiễu loạn.
Nhận thấy được mối đe dọa đó, Valkyrie Freya đã tập hợp cư dân vùng biển Bắc và cùng với thủ lĩnh của họ là Franco tiến hành cuộc chiến chống lại mối nguy từ bá vương thất hải bên và lâu la của chúng. Tuy nhiên, cuộc chiến đó đã kéo dài dai dẳng và cũng chính vì vậy, Freya đã cầu viện đến sự giúp đỡ của cậu. Tử Long gật đầu và nói, tôi đã nhận được tin và tức tốc đến nơi. Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi nhận ra lý do khiến cho bè lũ bá vương thất hải trở nên mạnh hơn vì chúng có được sự trợ giúp từ sinh vật cổ đại Atlas. Mà lý do sinh vật cổ đại Atlas đó có thể quay lại được thế giới này là vì băng phong vĩnh cửu đã bị giảm sức mạnh. Leslie nghe đến đó thì hỏi, sinh vật cổ đại Atlas là gì và tại sao bọn chúng lại bị giam giữ nơi băng phong vĩnh cửu thế? Anh ẩn sĩ xoa đầu và nói, Atlas là một thực thể cổ đại. Bọn chúng không có cơ thể, hay nói chính xác hơn là nguyên thể của bọn chúng nhìn như những con bạch tuộc lớn vậy. Tuy nhiên, bọn quái vật này có khả năng thâm nhập vào những cá thể lớn hơn, rồi tiến hành thao túng và chiếm cá thể đó làm vật chủ. Nhận được sự nguy hiểm đó, The Ancient One đã sử dụng sức mạnh tinh cầu hoàng hôn, giam lấy bọn chúng vào một chỗ rồi tạo ra băng phong vĩnh cửu kết giới để ngăn không cho bọn chúng thoát ra nhiễu loạn cả thế giới. Lúc này Sybana mới lên tiếng, tôi nghĩ bọn này rất nguy hiểm đúng chứ? Aeon sĩ gật gù và nói, bọn chúng nguy hiểm đến mức lúc đó quỷ tộc cũng phải đình chiến mà chấp nhận gia nhập liên minh với các tộc khác để mà chống lại chúng. Và đó cũng là lần duy nhất quỷ tộc đứng về phía của thần giới, cũng như là nhân tộc. Leslie mới nói tiếp, nhưng rồi mọi việc đã diễn ra như thế nào? Kagura lúc này mới tiếp lời. Các The Ancient One sau khi giam cầm và tạo phong ấn thì họ đã dùng chính trái tim của nữ vương Aurora làm chìa khóa để hóa giải phong ấn. Nữ vương Aurora vốn được sinh ra từ băng thạch ngàn năm thượng cổ nên cô có thể nói là không hề có tình cảm hay cảm xúc với bất kỳ một vật hay một sự kiện nào đó xung quanh cô. Cũng chính vì vậy, các The Ancient One đã dùng trái tim của Aurora ếm vào đó lời nguyền khóa huyền băng. Ngày nào cô vẫn không hề rung động thì ngày đó băng phong vĩnh cửu vẫn tồn tại và đủ hùng mạnh để mà có thể trấn giữ được các Atlas. Tử Long lúc này tiếp lời, tôi đã nhận ra mấu chốt của vấn đề nên cùng với Freya tiến vào lâu đài băng giá để nói chuyện với nữ vương Aurora. Sau khi phân trần thiệt hơn thì nữ vương quyết định ra lệnh cho Tobias rời khỏi vùng đất phía Bắc. Tuy nhiên, không lâu sau thì một tên quái nhân có hình dạng côn trùng đã cùng với bè lũ của bọn chúng tấn công vùng đất phía Bắc. Nhận thấy hiểm họa của tên dị nhân và bầy tôi của hắn, Tobias đã xin lãnh quân đi tiêu diệt bọn chúng. Nhưng dù có anh dũng và thiện chiến bao nhiêu thì đội quân của Tobias vẫn không thể đương đầu với tên dị nhân và bè lũ côn trùng của hắn. Vì sức mạnh của tên dị nhân sở hữu chính là sức mạnh ma thuật đến từ Thiên Chi Ngân mà Aurora đã tìm ra. Khi đội quân của Tobias đang lâm vào thế tuyệt vọng nhất thì Aurora chợt xuất hiện cùng với ma thuật băng cổ đại của mình. Cô đã đẩy lui thành công cũng như quét gần sạch bè lũ côn trùng. Tuy nhiên, Leslie hỏi ngay, tuy nhiên việc gì? Kagura đáp ngay, sự yếu lòng lúc đó của Aurora đã giành chiến thắng tuyệt đối và dẫn đến cuộc hôn nhân giữa cô và Tobias, để rồi từ đó mở ra những khoảng thời gian ác mộng nhất của cư dân vùng biển Bắc và đế chế Monien. Những ngày tháng hạnh phúc đã hoàn toàn mở bỏ phong ấn của băng phong vĩnh cửu và cũng vì vậy, tất cả Atlas đã được giải phóng. Để rồi bọn chúng, dưới sự trợ giúp của bá vương thất hải, đã gần như quét sạch tất cả cư dân của vùng biển Bắc. Bên cạnh đó, tên dị nhân từ Katicia cũng hay tin nên hắn đã quay lại để mà trả thù. Lúc đó, truyền nhân Thanh Long nhận lệnh của dòng thần đến trợ giúp. Cậu ta và Freya đã cùng hợp sức với Aurora và Tobias chống trả lại cả hai thế lực. Tuy nhiên, lại một lần nữa, sự tuyệt vọng và thất bại lại đè nặng lên bọn họ. Vì dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đánh bại được hai thế lực cùng một lúc. Trong lúc tuyệt vọng nhất, truyền nhân Thanh Long đã tiết lộ bí mật về phong ấn băng vĩnh cửu trong trái tim của Aurora với Tobias. Tobias đã tự trách mình nên cậu ta quyết định dồn hết sức mạnh của Thánh Kỵ Sĩ vào một đòn đánh mở đường máu. Đòn đánh của cậu ta thực sự là đã mở ra được một tia hy vọng vì sau đòn đánh đó, Aurora đã hy sinh cánh tay của mình hóa thành hàn băng kiếm và hạ gục tên dị nhân đến từ Katicia. Sybana nghe vậy thì giật mình nói, hàn băng kiếm trong truyền thuyết ư? Nếu vậy thì cánh tay của Aurora... Aeon dễ gật đầu và nói, đúng vậy, pháp thuật đó đã lấy đi cánh tay của Aurora, nhưng sự mất mát lớn nhất của cô chính là cái chết của chồng mình, Tobias. Leslie nói trong xúc động, ngài nói vậy là sao? Aeon dễ tiếp lời, Tobias đã đốt hết sinh mạng của mình vào đòn đánh cuối cùng, để rồi khi ánh sáng của hy vọng gọi lên mảnh đất của chiến trường nơi vùng đất phương Bắc, thì Tobias cũng hóa thành cát bụi mà bay đi. Đau lòng vì sự ra đi của người yêu, Aurora đã quay sang trách cứ truyền nhân Thanh Long và để cho cậu ta hiểu được nỗi đau của chính mình. Cô ta đã quyết định dùng tuyệt kỹ hàn băng mộ phong để tước đoạt sự sống của Freya, tiễn cô vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tử Long nghe đến đó thì gào lên đau đớn vô cùng và đấm mạnh vào vách núi gần đó khiến cho vách núi bị tách ra làm hai. Song Tử Long nói trong tuyệt vọng, chính tôi mà Freya đã bị tổn thương. Tuy nhiên khi Tử Long nói đến đó thì một cái khiên bằng năng lượng vàng từ đâu bay đến tấn công cả bọn.
thấy đòn đánh hướng về phía của chính mình, Tử Long nhắm mắt lại để đón chờ đòn đánh đó. Tuy nhiên, Hayabusa đã thét to lao về phía của Tử Long. Tứ diện ảo ảnh, Hayabusa bay lướt đến cắp lấy Tử Long rồi giật về cái bóng bên trái của cậu. Ngay lúc đó, một cây thương năng lượng vàng từ trên không rớt xuống. Hayabusa nhanh chóng lướt về phía cái bóng phía sau. Khi cả hai thoát hiểm thành công, thì một cột năng lượng hoàng kim xuất hiện kèm theo một giọng nữ vô cùng uy nghiêm. Tại sao ngươi lại phải cứu lấy tên phế vật này? Hắn đáng phải chết. Nhân vật mới xuất hiện là ai? Và câu chuyện tiếp diễn ở chương thứ 50 này nó sẽ tiếp tục ra sao? Hãy cùng đón xem diễn biến ở chương thứ 51 sẽ có trên kênh của Tô Mỡ. Và hẹn gặp lại anh em vào tuần sau.